Phương Oanh bị trêu, đẻ thuê khi khoe ảnh con. Diễn viên Phương Oanh khoe ảnh cặp song sinh 6 tuần tuổi đi tắm nắng. Nhiều người trêu cô, đẻ thuê vì hai bé giống hệt Sát Bình. Trong những bức ảnh mới đăng, Phương Oanh khoe những khoảnh khắc ngộ nghĩnh của cặp song sinh Jenny, Jimmy khi được mẹ đưa đi tắm nắng, dạo chơi trong khuôn viên gần nhà. Bé gái Jenny liên tục hóng chuyện trong khi Jimmy luôn tỏ ra khó tính mỗi khi mẹ giơ máy lên chụp. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả nhận xét hai bé Jenny, Jimmy thay đổi mỗi tuần và càng lớn càng giống bố. Nhiều bạn bè còn trêu Phương Oanh, đẻ thuê, vì hai bé, sao y bản chính của Sát Bình. Nữ diễn viên tự an ủi rằng, các cháu sao y giống Bình vẻ ngoài còn tất cả sự đáng yêu là sao y mẹ Oanh nhé. Từ khi mới chào đời, bé Jenny đã được nhận xét giống hệt bố. Trong bữa tiệc đầy tháng của hai con, Sát Bình còn cho biết con gái hay được người nhà gọi bằng biệt danh chị Bình vì quá giống anh. Nam doanh nhân gọi con gái là bông hoa xinh đẹp của bố và mong ước con có cuộc đời an nhiên, hạnh phúc. Theo tiết lộ của Phương Oanh, cặp song sinh có tính cách hoàn toàn trái ngược. Trong khi cậu anh Jimmy luôn tỏ ra khó tính thì cô em Jenny lại dịu dàng, khoan thai, có nết ăn nết ngủ rất ngoan. Niềm hạnh phúc của Phương Oanh lúc này là cảm nhận sự thay đổi, những biểu cảm dễ thương của con mỗi ngày. Sau khi có cặp song sinh, cô mới biết thế nào là u mê không lối thoát, bị xâm lấn hết lý trí. Nữ diễn viên sinh đôi một trai một gái hồi giữa tháng 5 bằng phương pháp sinh mổ. Hơn một tháng sau sinh, Phương Oanh đã gần như lấy lại dáng như thời son rỗi, ngoại trừ vòng hai còn một chút mỡ thừa. Nữ diễn viên cho rằng một chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng dinh dưỡng là điều cần thiết để phục hồi sức khỏe đồng thời giữ dáng. Sát Bình từng khiến vợ vỡ òa vì bất ngờ và hạnh phúc khi tổ chức tiệc đón cô và hai con xuất viện về nhà hồi giữa tháng 5. Khi đó, nam doanh nhân âm thầm cho trang trí nhà cửa, viết thư gửi vợ và hai con mới chào đời. Anh viết tay từng lời chúc dành cho các con. Nam doanh nhân cũng nhắc đến hai con lớn và bày tỏ mong mỏi các con sẽ luôn yêu thương, che chở cho nhau. Phương Oanh làm thủ tục kết hôn với Sát Bình tại Phủ Lý, Hà Nam, hồi tháng 6, sau một năm hẹn hò. Cuối tháng 7, họ tổ chức lễ ăn hỏi và lễ vu quy. Ông xã nữ diễn viên tên thật là Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981, là một trong những doanh nhân tiên phong trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam. Anh là nhà sáng lập kiêm chủ tịch một tập đoàn về công nghệ. Anh nổi tiếng hơn từ khi tham gia chương trình thương vụ Bạc Tỷ, Sát Tan Việt Nam từ năm 2019 và thường được gọi bằng biệt danh Sát Bình. Phương Oanh sinh năm 1989, quê Hà Nam. Cô khởi nghiệp làm mẫu trước khi bén duyên với phim ảnh. Cô nổi tiếng với các phim Hoa Bay, Ngược Chiều Nước Mắt, Lặng Yên Dưới Vực Sâu, Quỳnh Búp Bê, Hương Vị Tình Thân. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.